Thưa quý vị, trước thông tin ban tổ chức đêm nhạc của Blackpink tại Hà Nội ủng hộ đường lưỡi bỏ, thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vào cuộc xác minh. Mới đây, mạng xã hội rộ lên nghi vấn công ty IME Entertainment, đơn vị tổ chức đêm nhạc có tên gọi Bombing World Tour Hà Nội của nhóm Blackpink tại Hà Nội, chia sẻ bản đồ có đường lưỡi bò khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam phẫn nộ. Ngày 5 tháng 7, Tránh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm cho biết đã nắm được thông tin và Cục Biểu diễn nghệ thuật đã có văn bản gửi tới đơn vị cấp phép cho chương trình là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để xác minh. IME Entertainment là một đơn vị chuyên tổ chức nghệ thuật biểu diễn và sự kiện với trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Công ty có hơn 10 văn phòng chi nhánh, từng tổ chức nhiều concert của các nghệ sĩ khởi bóc cũng như quốc tế. Trước đó vào tối mùng 4 tháng 7, mạng xã hội xuất hiện thông tin website chính thức của IME Entertainment có đăng bản đồ đường lưỡi bò ngay trên trang chủ. Ngay lập tức nhiều người tỏ ra phẫn nộ kêu gọi tẩy chay đêm nhạc của Blackpink ở Hà Nội. Website của công ty IME Entertainment đã thông báo hiện đang bảo trì, đường link cũng đã gỡ khỏi fanpage. Tuy nhiên hình ảnh bản đồ đã được chụp lại và lan truyền rầm rộ. Không ít khán giả cho biết sẽ không mua vé đêm nhạc của Blackpink như dự kiến để bày tỏ sự phẫn nộ đối với đơn vị tổ chức. Ông Lê Thanh Liêm cho biết do địa chỉ website ở nước ngoài và hiện nay không thể truy cập, nên thanh tra bộ đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh tìm hướng xử lý.